Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Bảo Lộc, thanh đoàn Bảo Lộc, huyện đoàn Bảo Lâm và đoàn thanh niên công ty Nhôm Lâm Đồng phối hợp cùng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Bảo Lộc đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đến dự có ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, kế tục và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Bỏ Lộc luôn hết lòng chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, thay mặt tuổi trẻ địa phương, anh Đỗ Mạnh Tường, Bí thư thành đoàn Bỏ Lộc đã xúc động báo cáo với các anh hùng liệt sĩ về những kết quả mà tuổi trẻ địa phương đã đạt được đồng thời khẳng định tuổi trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tuổi trẻ địa phương nguyện luôn phát huy truyền thống bất khuất của cha ông để chung sức chung lòng xây dựng quê hương đất nước tăng cường học tập giáo dục truyền thống cách mạng thực hiện những việc làm thiết thực như chăm sóc phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách người có công với cách mạng ngay sau đó đã diễn ra lễ tưởng niệm dân hương hoa và thắp nến tri ân tại đài tưởng niệm và phần mộ các anh hùng liệt sĩ bằng cả tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc của các đại biểu và đoàn viên thanh niên